Hello xin chào cả nhà, lại là mình Mèo Bánh Xèo đây. Vào một ngày cuối tuần, anh Bảy cứ bần thần rồi lần quần mãi trong nhà, mà không biết nên bày trò gì cho vui nhà vui cửa. Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, rồi trong cái mớ bùi nhùi đó thì anh cũng đã chọn được cho mình một kế hoạch đặc biệt. Vậy là chẳng nói chẳng rằng, anh lôi cả hội bạn của mình lên biển, ra đại dương để thực hiện thử thách nhử cá mập. Đứa nào bị cắn trước thì đứa đó bị ném xuống biển, cơ mà bị cá mập nó cắn xong là về nơi Tây Phương Cực Lạc luôn rồi, chứ hơi đâu mà để cho mấy ông nội này quăng xuống biển nữa. Đúng là một thử thách có phần xả lơ, nhưng độ liều mạng thì ối rồi ôi luôn phải không các bạn. Với thử thách đầu tiên, anh Bảy ngồi lên phao, rồi bắt đầu đặt cặp đào thâm xì của mình bên dưới, sao cho lọt vào mắt xanh của mấy anh cá mập thì thắng. Không biết lúc ổng thắng thì cặp đào của ổng sẽ bẹo hình bẹo dạng như thế nào đây. Thời gian thấm thoát thôi đưa, nhưng chỉ có cặp đào của anh Bảy là không ai thèm đếm xỉa tới, kể cả con cá, mà nó cũng chê nữa là biết đào ổng si đa cỡ nào rồi phải không các bạn. Cảm thấy cặp đào của mình chưa đủ cuốn hút, anh Bảy quyết định mang luôn cái thân xác của mình xuống sâu dưới dòng nước để dâng hiến cho biển cả. Một kế hoạch hết sức là hoàn hảo, nhưng hiện thực trước mắt anh Bảy lúc bấy giờ thì nó có gì đó sai sai, bởi không một con cá nào thèm đếm xỉa tới cái mặt của anh dù chỉ một lần. Anh lặn từ giữa biển, xong chuyển sang lặn xuống dưới mặt biển, mệt muốn lòi cái quần ra ngoài, nhưng ngặt nổi là không có một bóng ma nào xuất hiện tiến đến gần anh. Ông nội này chắc 10 ngày 10 đêm chưa tắm hay sao, mà ai cũng xa lánh hết vậy trời. Lay hoay giữa trốn không người dưới mặt biển một lúc thì anh đáp cái đầu gối của mình xuống dưới cắt, và lúc này những loài cá mới bắt đầu xuất hiện. Bên dưới mặt nước ấy, tất tần tật loại nào cũng có, con nào con nấy cũng bạ chà bứ, như có thể ăn được anh Bảy luôn. Sau khi được mấy em cá bu như kiến thì anh Bảy cảm thấy ghiền ghiền thích thú, bởi vậy mà anh Bảy quyết định sẽ đem một mớ thức ăn xuống bên dưới cho chúng nó cùng nhau thưởng thức. Coi bộ thanh niên này cũng dễ dãi phết, ai mà ngọt ngọt một xíu là mang đồ ăn dâng tận họng luôn à. Và cứ tưởng đâu bao nhiêu đó đã khiến anh Bảy mãn nguyện vừa lòng hả dạ rồi chứ. Thế nhưng lòng tham của con người thì còn hơn cả thế nữa, vì ngay lúc này đây, anh một lần nữa dùng mình làm mồi nhử cho cá. Nói đến đây là thấy khứa Bảy này chơi đồ nhiều quá nên cơn ngáo nó nổi lên tới nơi đây mà. Không một ai hết, anh Bảy bắt đầu đổ những bịch máu giả mà mình chuẩn bị lên đầu, rồi sau đó mang đồ bảo hộ và bắt đầu nhảy xuống nước, nơi có chiếc lồng chứa đầy những bịch máu vừa được đặt xuống. Không biết ông nội này ổng tính làm cái trò gì, nhưng mà tôi là tôi thấy khứa này máu liều nhiều hơn máu não, muốn đầu thai sang kiếp khác sớm hay sao đó trời. Liên thuyên một lúc thì Bảy cũng đã có mặt ngay ở cái lồng ấy và anh bắt đầu chui vào bên trong. Lúc này bọn cá cứ xem anh như kẻ thù, bởi nó liên tục chĩa cái mỏ nhọn vào trong lồng sắt, tình thế dần trở nên hỗn loạn. Thế là anh Bảy quyết định làm bể hết những bịch máu trên đầu mình để đánh lừa thị giác của những bé cá. Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra, vì nhờ những bịch máu đó mà anh Bảy đã thoát khỏi cửa tử. Không biết ai bày ra ba cái trò này mà nhức cái đầu thiệt chớ, làm người không muốn mà cứ muốn làm ba cái trò cho người ta dị nghị chơi. Nhưng cũng phải chúc mừng anh Bảy vì đã kịp thời thoát nạn, chứ không thì bây giờ cái đầu của Bảy đã nằm gọn trong bụng của những con cá mập ấy rồi. Với bản tính nhiều chuyện mãi không bỏ mà thanh niên tám này rước họa vào thân, bởi trong một lần đi chợ, anh ta đã nghe được nhiều người đời đồn đại về loài lươn có điện bên trong cơ thể, và với một người có bản tính như anh tám đây thì dễ gì mà bỏ qua được. Vậy là tự dưng mất vài trăm ngàn để mua về một con lươn vô bổ này đây. Phổ cập kiến thức cho các bạn chưa biết thì đây là cá trình điện hay còn gọi là lươn điện, là một loài cá trong họ cá giao lưng trần. Nó có thể phát ra điện để giật kẻ thù và để săn mồi. Nó còn có một biệt tài khác là điều khiển hệ thần kinh của con mồi bằng khả năng điện của chúng. Chúng sẽ điều khiển hệ thần kinh và cơ bắp của nạn nhân thông qua các xung điện và có thể ngăn con mồi trốn thoát hoặc buộc nó di chuyển để chúng có thể xác định vị trí. Con này chắc thuộc cỡ con quỷ hay yêu quái phương nào đến rồi chứ con cá gì tầm này nữa. Bởi vậy mà trước khi động chạm vào thân thể nó thì anh Tám phải tốn công đi học thêm một lớp vật lý để hiểu rõ hơn, chứ không thì lại bị giật đến điến người như ban này. Ai bày ra cái trò mua nó về chi, rồi bây giờ khổ cực vậy không biết. Ở lần luyện tập với điện đầu tiên, bà cô già này sẽ cho anh trai thử tiếp xúc với quả cầu Van der Graaf này đây. Theo nghiên cứu khoa học thì nó là một máy phát tĩnh điện, tạo ra dòng điện trực tiếp điện áp rất cao. Hơn nữa nó cũng là một loại điện có trong người của con cá thủy quái kia. Và khi anh Tám chạm vào quả cầu thì chúng ta có thể thấy được những tia sét phát ra phải gọi là cực mạnh đúng không nào. Không biết ổng làm cái trò này chi cho vừa tốn sức còn tốn tiền vậy trời. Chỉ cần chạy ra ngoài đường đứng cho sét đánh một phát là biết ngay ấy mà. Sau đó là bà cô già cho anh Tám trải nghiệm máy truyền điện vào bên trong cơ thể. Nó có mức thấp nhất là 2 và cao nhất là 8. Nhưng các bạn hãy nhìn đi, chỉ mới có 6 thôi mà ông Tám ổng la vang trời lỡ đất, cơ mà chịu đau một chút. Nhưng cách này lại giúp anh tăng thêm sự bền bỉ bên trong con người mình, nói đúng hơn là rèn sức chịu đựng cao. Ủa mà muốn cải thiện sức chịu đựng thì chỉ cần ở với con ghệ vài ngày là nâng level lên liền ấy mà. Chớ cần gì mà phải bày ra mấy cái trò này chi cho mệt vậy Tám ơi là Tám. Và cuối cùng là bà cô này sẽ tặng cho anh ta một cái máy kiểm tra điện của con lươn thủy quái bên dưới. Nó sẽ phát ra như thế nào? Vì nếu lượng điện của nó mạnh thì ngay lập tức sẽ có những tia sét lóe lên. Vậy là sau hai lần trải nghiệm cảm giác sống còn với điện thì ngay lúc này thanh niên Tám lấy hết dũng khí còn sót lại của một thằng đàn ông mà chạm vào con yêu quái bên dưới. Người ta thấy điện đồ là né, tại sợ rực chết queo, còn ông nội này thì thấy điện chỗ nào là bu tới tấp vô chỗ đó.
thế là anh dần dần cho bàn tay vào bên trong hồ, nhưng chưa kịp chạm nữa thì tia lửa ở cái máy phía sau đã phát ra dữ dội rồi kìa. Kêu bà quỷ lươn này là thủy quái đúng luôn đó, hung dữ gì đâu phát sợ luôn à. Khi anh Tám một lần nữa lấy hết sức bình sinh cho tay xuống dưới thì anh bị giựt đến điến người teo chim ngay. Chẳng có một cái kết có hậu nào ở đây cả, chơi ngu thì chỉ có cái nịt chứ cái kết có hậu gì tầm này. Chắc qua lần này anh trai Tám tẩn tới ra bỏ luôn cái tật nhiều chuyện rồi đây. Cũng may là cú giật ấy cũng tuy rất thốn nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của anh. Thôi thì mong anh bỏ được cái tật nhiều chuyện đấy, không lại rước họa vào thân như ngày hôm nay. Các bạn xem thôi chứ đừng làm theo anh Tám nhé, không khéo lại được đăng xuất đấy ạ. Video review giải trí hôm nay của Mèo Bánh Xèo đến đây là hết. Chúc cả nhà có một buổi tối an lành, hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nhé.